khủng hoảng tài chính thế giới gây ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam, nhiều chuyên gia trong và ngoài nước cho rằng đây là cơ hội để chính phủ Việt Nam cải tổ cơ cấu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng cũng là vũ khí của những khuynh hướng dị ứng với cải tổ. Nam Nguyên trình bày vấn đề. Ngay từ những tháng đầu năm, chính phủ Việt Nam loan báo sẽ chuẩn bị tái cơ cấu nền kinh tế để thích ứng với tình hình suy giảm kinh tế thế giới. Gần đây nhất trong khi trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết thêm là đề án vừa nói sẽ xem xét lại mô hình kinh tế, cơ cấu ngành, cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu thị trường, thể chế kinh tế, nhân lực, cơ cấu vùng miền và đặc biệt là cơ cấu đầu tư. Trước câu hỏi là khủng hoảng tạo ra cơ hội cải tổ nhưng cũng có thể được vận dụng làm lực cản đối với cải tổ cơ cấu ở Việt Nam, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, chuyên gia kinh tế độc lập ở Hà Nội nhận định. Hiện nay thì các cái tiếng nói đề nghị là chính phủ nhân cái tác động của cuộc khủng hoảng này mà có một cái cuộc đột phá về cải cách giống như 10 năm trước đây. 10 năm trước đây thì trước tình hình khó khăn, lãnh đạo đảng đã chấp nhận cái luật doanh nghiệp năm 1999. Trong đó có những các cái tư tưởng đột phá là thực hiện trong thực tế cái quyền tự do kinh doanh theo pháp luật, hạn chế quyền của các cơ quan hành chính nhà nước. Là chủ tịch tỉnh cũng có quyền là cho phép hay không cho phép người dân được lập doanh nghiệp, và cơ quan đăng ký kinh doanh cũng không có quyền là chấp nhận hay không chấp nhận. Người nào mà làm đủ thủ tục thì phải được đăng ký, chứ không có quyền gọi là tiên kiểm, là kiểm soát trước rồi mới cho phép, mà chuyển sang là hậu quyền. Và cũng thời kỳ đó là đã có kiểm kê được tất cả là 303 cái giấy phép và đã bãi bỏ rồi thì chuyển đổi 186 cái giấy phép, làm cho cái môi trường kinh doanh của Việt Nam nó lành mạnh hẳn lên. Nhưng bây giờ trong cái tình hình khủng hoảng như thế này thì liệu Việt Nam có thực hiện được một cái sự đột phá như thế hay không, đạt được một cái sự cải cách rất cơ bản và chống tham nhũng, chống lãng phí, chống chi tiêu xài từ nguồn quỹ ngân sách, thực hiện công khai minh bạch, thực hiện cái việc là xây dựng một nền báo chí tự do và có trách nhiệm đối với đất nước. Theo tôi, đấy là những các yêu cầu đang đặt ra. Tiến sĩ Vũ Trọng Bình, Giám đốc Trung tâm Phát triển Nông thôn thuộc Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, cũng khẳng định nhu cầu cải tổ. Thì chính là trong quá trình khủng hoảng ấy, ngoài cái chuyện mà mình có chiến lược, trong khi mình có cái trợ cấp, cứu trợ, hỗ trợ, thì cái đấy là mang tính chất là tình thế là chính. Nhưng cái quan trọng hơn ấy, là trong quá trình khủng hoảng, chính lúc khủng hoảng nó mới bộc lộ những cái điểm yếu nhất, những mắt xích tồi nhất của cái quản lý kinh tế cũng như là của cái chuỗi sản xuất. Và chính trong thời kỳ khủng hoảng phải đưa ra một cái giải pháp tái cơ cấu, tái cấu trúc lại từng ngành và chính sách. Cái đấy mới là cái mà nó giúp cho cái quá trình phục hồi sau này mà đảm bảo nền kinh tế. Bởi vì không có khủng hoảng thì sẽ không có tái cấu trúc. Đấy là kinh nghiệm của tất cả các nền kinh tế và Việt Nam không phải ngoại lệ. Nếu anh nhìn lại cái lịch sử Việt Nam thì chính cái khủng hoảng 86, những thời kỳ mà gọi là kinh tế tập thể đen tối nhất, thì lúc bấy giờ mới có cái tái cấu trúc và có cái cải cách tốt nhất của nền kinh tế. Những cái thời kỳ về sau là những lúc nào mà lúc mà khó khăn nhất thì lúc bấy giờ là lúc có cái tái cấu trúc mà đất nước phục hồi phát triển sau đấy về mặt thể chế cũng như chính sách. Cho nên bây giờ là cái lúc mà ghi đến là sau khủng hoảng thì cái tái cấu trúc của chúng ta là cái gì, chứ không chỉ có cái cứu trợ. Cải tổ bao hàm nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Tuy nhiên, đối tượng bị các chuyên gia trong ngoài nước chĩa mũi dùi nhiều nhất vẫn là khu vực kinh tế nhà nước, bao gồm các tập đoàn và doanh nghiệp quốc doanh. Tiến sĩ Nguyễn Quang Nga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển, một tổ chức tư nhân ở Hà Nội từng nhận định. Tái cơ cấu ở đây thì có lẽ là phải nhìn nhận lại là nền kinh tế Việt Nam nên phát huy cái thế mạnh nào, và nên hạn chế những cái yếu điểm nào và tạo ra những chính sách để thúc đẩy cái thế mạnh đấy nó phát triển lên, hạn chế bớt những cái mặt yếu. Nói cách cụ thể hơn, riêng tôi thì tôi kiến nghị là phải triệt để cải tổ lại khu vực kinh tế nhà nước. Không thể để cho một khu vực tiêu tốn nguồn lực của quốc gia rất là lớn nhưng mà tạo ra những hiệu quả thấp. Có những ý kiến khác cho rằng cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính hiện nay trên thế giới
đã thể hiện rõ những tồn tại gọi là các khuyết tật của kinh tế thị trường tự do. Đây là điều các chính phủ của các nước có nền kinh tế đang chuyển đổi muốn né tránh. Đồng thời, những khuynh hướng bảo thủ cũng vận dụng được vấn đề này. Ngày 13 tháng 6, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng khi trả lời chất vấn tại Quốc hội đã tuyên bố rằng tình hình nào chủ trương ấy. Với định hướng xã hội chủ nghĩa, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đề cao khối doanh nghiệp nhà nước mà ông gọi là lực lượng kinh tế nòng cốt. Phó Thủ tướng nhấn mạnh rằng không thể thoát ly vai trò quản lý nhà nước trong điều hành kinh tế thị trường, điều tiết kinh tế vĩ mô, và khối doanh nghiệp nhà nước chính là lực lượng để thực hiện vai trò đó. Theo lời ông Nguyễn Sinh Hùng được báo chí trích thuật, năm 2008, khối doanh nghiệp nhà nước đạt tăng trưởng bình quân 10%, đóng góp 40% GDP, tổng sản phẩm quốc dân nội địa, chi phối 50% kim ngạch xuất khẩu. Tuy vậy, ông Nguyễn Sinh Hùng nhìn nhận rằng khối doanh nghiệp nhà nước cần phải đổi mới thể chế, đổi mới quản trị kinh doanh để đạt hiệu quả cao hơn.